Các bạn thân mến, nay mình thấy anh ban cá kiển này thấy ấn tượng quá. Dạng đeo đỏ mình, thành ra mình làm video. Nhiều em á. Hả? Ôi, nè đây, các bạn thấy không? Ông chủ đây. Ông chủ bán cá giống, bán cá cảnh đây nè. Tại qua nè. Đâu, đeo đỏ vàng luôn. Nhiều em nói. Đó là anh em đi phút cái video. Phút cái video hả? Hãy chụp hình với tôi lắm. À, vậy hả? À. Là anh ơi, mình bán cá này được bao nhiêu lâu rồi? Cho biết. Cả tôi này nữa. Thấy đeo đỏ mình luôn à. Ê, cô chủ đây hả? Cả cô chủ đây nè. Đâu vàng đâu? Cô chị. Vàng không có. Vàng đâu? Lấy ra chứ. Đây, ở đây bán cá giống nè. Ở đây bán cá cảnh này mình bán bao nhiêu lâu rồi? Bao lâu rồi? Chục năm rồi hả? À. Kiếm được bao nhiêu tỷ rồi? Tôi biết hỏi ông chồng. Cho biết. Một kim 12 giờ kiếm được bao nhiêu tỷ rồi mà vàng đeo dữ vậy ông chủ ơi? 2-3 tỷ. Vậy à? Ồ, bây giờ trên cũng nè, trên cũng có mà dưới cũng có dưới đang đặt. Đây đây là một cửa hàng cá cảnh tại cái này gì anh? Đây là ông thành phố Long Khánh mà địa chỉ là Minh Khai. À, Nguyễn Thị Minh Khai. Dạ, ở Xuân An. À, gần cà phê Victoria qua. Ừ, đó. Ở đây bán đủ thứ cá cảnh hết nè. Đó. Các bạn thấy không? Đi. Đem ở sau nữa, còn cảnh ở sau cá bự nữa. Không, mình đằng trước. Vậy hả? Ừ. À, đằng trước đi. Trước đi được rồi. Có cả cây để mà trồng dưới nước, cây thủy sinh nữa nè. Đó, ở đây bán đủ loại cá cảnh. Đây cá to nè. Hả? À, đúng rồi. Con kim nữa. Bây giờ con kim bây giờ đó tới làm kim con kim. Kiểm tra lại đi. À. Đủ lại cá cảnh. Cảnh này ba một đồng vốn, bốn đồng lời, mà một đồng vốn tới 25 đồng lời. Đâu ha, ghê quá. À, đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai. Gần cà phê Rick Victoria. Ở phường Xuân An. Phường Xuân An. Lại chỗ biết vô rõ ràng phường Xuân An. Phường Xuân An. À, đủ hết. Gần phía tây của Victoria, quán cà phê. Quán cà phê xịn đó. Đây đủ các cái dòng cá các bạn nha. Bán 10 năm mà vàng đeo mà đỏ mình luôn mà. Cá phải rồng. Anh ơi, ở đây con cá mắc nhất là bao nhiêu tiền? Mắc nhất hả? Mắc nhất là mấy triệu. Mấy triệu hả? 4-5 triệu một con hả? Cá gì vậy? Khủng long. À, khủng long hả? Bạo chúa hả? Để, bây giờ này mình không nhập tiền bạo bướm về nó. À, đúng loại các bạn nè. Cá đá nè. Cá đá nuôi riêng mỗi con một góc hả? Đây. Bảy màu. Tập lớp 30 ha. Không cao vừa thấy ngoài cái giá sờ mặt là 1.000 nó mới giả chân cỏ. Lấy đồng bạc ở đâu à, các bạn thấy không? Người ta mua cá mà giống y như là đi chợ cá luôn. Đó là nó phải làm tầm á. Quá đông vui luôn mà.